Đây mọi người, đây người dân là tập trung về đây đây. Khoai thì tất cả đây rồi mọi người. Đấy, bây giờ sẽ là nói chung là khoai là rất nhiều. Bây giờ mình cũng không biết là chia thế nào để mà đủ đấy, nên là sẽ trước mắt là sẽ chia cho mỗi người là một sọt này đã. Thưa bắt đầu sẽ tiếp vòng thứ hai, để sẽ thấy một sọt là hai sọt. Rồi sẽ tiếp tục vòng thứ ba mọi người. Đấy, cứ vòng thứ nhất đây, đang còn sẽ vòng thứ ba. Vòng thứ ba xong nếu đang còn nữa sẽ là đến tiếp tục là đến vòng thứ tư của cái khoai nói chung là chia lúc nào mà khoai lắng hết thì thôi mọi người. Đấy, cứ chia được. Vì bây giờ cũng không biết là bao nhiêu, bây giờ mà chia cho mỗi gia đình ấy, mỗi người là hai sọt đến ba sọt gì đấy. Thì sau đến người sau này hết thiếu không còn, nên là làm muốn mình muốn làm muốn chắc ăn nhất là sẽ là làm chia từng vòng một đấy, vòng một cứ mỗi nhà một sọt như thế, và vòng hai là sẽ làm tiếp tục là mỗi nhà một sọt nữa đấy. Đấy, đâu này đấy, cứ mỗi nhà một sọt đấy mà mọi người. Đấy, khoai thì nói chung là một đồng to rất là nhiều. Ăn mấy nhà tu đủ vài bát tật. Đấy, rất là nhiều khoai luôn mọi người. Đấy, bây giờ sẽ ra là để chia. Đấy, trước mắt là bên này mỗi bản sẽ đứng là một góc mọi người. Đấy, bên này bản bên này đấy là một bản đứng bên này sẽ là đọc tên Opei Veaki Samano bên đấy. Đấy sẽ gọi tên từng hộ gia đình đấy mọi người, không sợ lộn xộn là người có người không đấy. Giáo của là Samaya Nomero Entra Recebe Depois Sai Depois Nomero Doi Así no entra en muy tu va confusado, ¿sabes? Primero calla con familia una casa, ¿eh? Cuando o reto vamos ir a más una vez, es segunda vez, ¿sabes? Ahora no sé cómo va a llegar o no. Primero un casa. Primero, después vamos más ir a más otra vez. Reto más otra vez, tres veces, no tengo problema, ¿ya? Rồi, bản bên này. Dạ, có mấy xe ra, ¿ya? Rồi, bên này là hai bản bên này cũng thêm mọi người. Agora também já sabe, né? Chama, primeiro entra. Primeiro recebe uma caixa. O reto vamos ir a mais uma vez, segunda vez. Depois, o reto mais vai, outra terceira vez. Yeah. Agora começa aí, já? Yeah? É. Bem aí, como tem. Bem aí, uma barra, né? Aí, uma barra, mano. Já sabe, né? Chama, né? Número entra. Yeah. Depois, o reto vamos ir a mais, segunda vez. O reto mais. Dessa vez, dạ. Đấy, khoai rất nhiều, anh cũng mỗi nhà mỗi sọt này mọi người, đấy. Dì chà. Dạ, phi cam bộ quay, thế là. Dì chà. Chà, khoai toàn khoai. Rất là nhiều khoai lắm mọi người ạ. Quảng Bình quê ta ơi, khoai là khoai. Ngày nãy thì ăn có lá. Ăn có lá đúng rồi. Ngày xưa Việt Nam được thế này là quý lắm mọi người. Bây giờ là đến người dân bản cũng thế.
anh làm nó vô luôn rồi mà, quay đi chơi ăn đi. Untulico. Rồi. Đấy. Aki kì. Ra sao mà? À, ra đây. Ý, chả ra đổ là mỗi nhà là một báo tải thôi, mới có một sọt là được một cái báo tải đây này mọi người. Đấy, chả đấy, một cái báo tải đây này. Hai tí nữa đến vòng thứ hai, một cái sọt nữa thì sẽ là một báo tải rất to, phải ít nhất là phải gần 100 kg khoai. Đấy, ý, chả đây này. Agora não filma batata, filma cara, pessoa leque, recebe. Anh sẽ gọi thử từ từng người một lên lấy khoai mọi người. Người này nhận xong sẽ đến lượt người khác. Đấy. Tên Luki Liko, Aki. Yeah. Hey, cây Aki. Đấy. Đấy, bao nhiêu khoai đổ ra đấy. Sắp vào cái báo này. Đấy, bố mẹ không thấy trẻ em đi nhận mọi người. Đấy, đổ ra để bắt đầu nhặt vào báo tải. Đem cái báo bé bé này làm sao mà đủ lại khoái về. Nó sẽ bị kén nủ vào nó vai xe gà. Báo bé thế này làm sao đủ lại khoái, khoái nhiều thế này cơ mà. Đấy, không phải từng này mọi người nhé, đấy là vòng thứ nhất thôi. Đấy, vòng thứ hai, vòng thứ ba nữa. Đấy, mọi người nhìn khoái đã biết đấy. Đấy, rất là nhiều khoái đấy. Đấy. Thì chả đấy. Đấy. Chả bếp bà này. Aki. Ai nung này. Nào vai xe ga, nào vai ca ba. Ê chà, ê chà, a cayu. Aki, batata cayu. Đấy, mời một lần mà cái báo tải này đây đấy mọi người này. Đấy. Chả giờ lần thứ hai lại đấu lại. Yeah. khoai toàn khoai đấy, được mua đấy. Năm nay là nói chung là thế này là 80% là được mua rồi mọi người. Đấy, khoai là rất là nhiều luôn.
Đấy, thấy khoai là ăn nhiều đây, anh em mình cũng rất là phấn khởi đấy. Là phấn khởi là vì sao? Vì là người dân được ăn no đấy, không phải đói nữa đấy. Như ngày xưa anh em mình mới vào đấy là rất là vui mừng. Ôi trời ơi, có những củ khoai mọi người này, đây này. To này đấy, để lâu nữa nó sẽ bị hỏng đấy mọi người đấy. Nhưng mà khoai như thế này đấy là nó vừa khéo vừa đẹp mọi người, vừa để ăn đấy, chứ không già quả đấy. Đấy, nó rất là ngon luôn. Củ khoai đây này, khoai rất là trơn tru đẹp luôn, da trơn mứt này, hề chả ấy, trơn mứt khoai, củ nào hề rất là đẹp, chả, những cái củ khoai này, đấy, trơn mứt luôn, đấy, chả, đấy, rất là đẹp. Khoai khoai toàn khoai. Chà. Đấy, bây giờ là vòng thứ hai mọi người. Đấy, vòng thứ hai là đây, gia đình bên này đây mọi người. Đấy. Đấy, giờ là đấy, vào sắp một cái bao tải này đấy. 150 cân này là bao tải này là xếp đầy luôn. Dạ, Metiaki. Đấy, vòng thứ hai đấy, có mỗi nhà mỗi đống khoai rất là to. Chà. Khả năng là sẽ có thêm vòng thứ ba mọi người. Vòng thứ ba sẽ là vòng thứ ba chắc là mỗi nhà thêm một nửa cái sọt này nữa. Nhìn thế này nhưng mà bởi lên là rất là nhiều khoai mọi người ạ. Chạy chạy.
À sí. Ah, sí. 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 Đấy, mọi người đấy, là hai chuyện nè mọi người, là một cái bao tải 150 cân ở đây đấy. Đấy, nhiều người bị nhỏ đấy, tía ra đây, đổi về này. Yeah, tuyên đi, tuyên đi. Đấy. Em sẽ tâm đấy. Cảm ơn, Asi. Asi. Dạ, obrigado. Dạ, chào. Chào, bạn nhau, bạn nhau. Hai bên này những người này, những ai nhận thôi thì để mọi người cứ đi về thôi. Anh nói chung là nặng quá nên là mọi người sẽ là chia nhỏ ra những cái bao tải nhỏ mọi người nhé, chứ không là đội một bi, ví dụ như cái bao này đấy là đầy quá mọi người, đầy quá nên là chắc là khó đưa về đấy, chia nhỏ này này là dễ mang về đấy, cứ mua đấy, nhỏ này mang về đấy, nhẹ này này, mà một bì to, một bao tải to này đây. À xin vay áo quen ta? Với sao mama? Ai ấy? Sì. Với sao mama? Sì. À, về gọi mẹ đến nữa để hai sì. Hai người là bế mọi người, bao tải to này sao mà bế được? Ai nhận đâu là cứ để cho mọi người về thôi, đi cũng chơi, bây giờ mà chơi một lúc tất cả mọi người để về cùng nhau thì là sẽ là muộn mất, ai lấy trước thì để về trước. Ủa, à vô, bà ta đã quyền ấy. À, ấy. À, ba này là không có báo tải mọi người, để mình vào lấy cho ba cái báo tải ở trong nhà. Dạ, với là gì, bà xa quý á. Đấy, ba cũng nói chúng là ra được tuổi mọi người, để vào lấy cho ba cái báo tải trong nhà. Đấy,
ba cái bao tải mọi người. À xin nhá. Dạ, mê tê à xin, đỡ bao cả, à xin. Ý, chả hai thanh niên này, bế cái bao khoai không nổi mọi người. Lê vào áo quen ta. Ui chà, ui chà, ui chà, ui chà. Đấy. Đấy, bây giờ là những người cuối cùng về mọi người. Chúng là cứ chia nhỏ bao tải để bế thế, chứ một bao to quá là mọi người là không bế được về. Đấy, vì trong này là cả cái phương tiện là vận chuyển là không có. Đấy, nên là... Đấy, đâu này nữa, còn bao nhiêu người đấy. Đấy, còn mấy cái bao tải này to là chưa mang về được, đang chờ người mọi người. Đấy, để mang về. Đấy. Đấy, nói chung là cái mùa này, mùa năm đầu tiên cũng là thành công rồi. Thế này là chúng là người dân cũng đã có được cải ăn mọi người. Thì như thế thì anh em mình cũng là rất là vui. Đấy, đã làm được giúp đỡ được người dân một phần nào đấy thôi. Đấy, chỉ một phần nhỏ thôi mọi người, chứ không phải là giúp đỡ để được có nhiều. Muốn có nhiều thì phải từ từ, người dân phải làm từ từ đấy. Năm nay một ít, năm sau đấy, tiếp tục năm nay sẽ mở rộng thăm làm thêm nhiều nữa. Thì sáng năm sẽ là có thêm cái dư để bắt đầu bán rồi mua dầu ăn, mua cá khô, mua thêm cái gì đấy. Thì là sáng năm chúng thế này là quả vui rồi, giúp mà cũng vui đã giúp được người dân thế này rồi. Chứ nhiều lúc là vào giúp mà mọi người không có cái ăn đấy, không có cái ăn là cũng rất là buồn đấy. Nhưng mà cũng là năm nay là cái vụ mùa là ngô này, ngô là bắp đấy, đây bên bây giờ để đến khoai lang là chúng cũng đã thành công rồi đấy. Nhiều thì không biết nhưng mà cứ được 50% là ok mọi người. Thế là chúng bây giờ cũng là chiều muộn đấy, cũng mệt mọi người. Sáng giờ thì mỗi củ khoai đấy, chứ không có gì cả. Đấy, nhưng mà cũng rất là vui. Đấy, cả người dân đấy, cả cụ ông, cụ bà, trẻ em, trẻ nhỏ, rồi thanh niên, nam thanh nữ tụ cũng là ăn củ khoai nhưng mà cảm thấy cũng rất là vui. Đấy, bằng cái sức mình làm ra đã có được cái ít khoai đấy rồi. Bây giờ để mọi người với anh mình cũng xin phép về. Nói chung hôm nay thế này cũng được rồi mọi người, cũng mệt. Đấy thì video này mình cũng xin phép kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hãy vào có ý nghĩa thì nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi và cũng như các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi cả bạn nha. Chào các bạn.